xin chào các bạn các bạn đã từng quên móc một mũi ở hàng trước và không biết làm sao ngoài cách tháo đến đoạn lỗi để móc lại bây giờ mình có một cách móc khá hay để khắc phục lỗi này các bạn nhìn đây mình đã quên móc một mũi ở hàng trước phải chám kín chỗ này và thêm một mũi cho hàng đang móc đưa kim móc một lần vào khoảng trống phía trước của hàng đang móc để lấy sợi len xuống hàng trước đó đưa kim móc xuống mũi của hàng trước À, đã quên không móc móc một mũi đơn luồn kim vào khoảng trống móc tiếp một mũi bính móc tiếp một mũi bính rồi móc một mũi đơn ở hàng đang móc vậy là chúng ta đã có được một mũi tương đương mũi kép đơn ở mỗi hàng rất đơn giản và tuy là không hoàn hảo nhưng mà đỡ mất công các bạn phải tháo ra để làm lại trong trường hợp các bạn móc những cái sản phẩm mà quá nhiều mũi thì sẽ rất là mất thời gian mình xin dừng video tại đây hẹn các bạn ở video sau các bạn đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video mới nhé xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau